Chào các bạn, quay trở lại với kênh Huấn Vina, tiếp tục cái chương trình chia sẻ các cái dòng sản phẩm về xây dựng ngày hôm nay. Thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái dòng sản phẩm được sử dụng rất là nhiều trong những năm trở lại đây, hoặc đặc biệt là trong năm 2021 này. Đó là cái dòng sản phẩm viên kê bằng bê tông để kê sắt dùng trong bê tông. Đó, để kê sắt dùng trong bê tông. Đấy, ví dụ như chúng ta là kê sắt đổ mái này, đó. Kê sắt đổ mái này, đổ móng này, đổ dầm này, đổ cột này. Đó thì là đều làm được cả, thì mình sẽ giới thiệu chi tiết từng dòng một cho các bạn xem. Các bạn quan sát đây là các cái dòng sản phẩm của bên mình. Thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cái dòng này. Đó, cái dòng này đây là một cái con V2. Đấy, cái kích thước của nó là 20 và 25. Đấy, cái chiều này của nó, chiều thấp này là 20. Chiều thấp này là 20 và chiều này là 25. Đấy, cái này thì dành cho đổ mái một lớp. Đấy, một lớp cũng được mà hai lớp cũng được. Hai lớp thì chúng ta sẽ đi kèm với cái con ST60 này. Đó, đây. Con ST70 này. Đây. Hai lớp đây thì chúng ta sẽ đi kèm, nếu mà các bạn đổ sắt hai lớp thì chúng ta sẽ dùng con này. Hai con này. Đó là con 70 và cái con 20 hoặc 20 25 này. Đó. Còn nếu như mà các bạn đổ sắt mái một lớp thì chúng ta dùng cái con V3, tức là con ST30 này. Đó, cái chiều cao của nó là 3 phân. Đó, chiều cao của nó là 3 phân thì chúng ta sẽ sử dụng cho cái mái một lớp đó, thì cái chiều cao của nó là 25-30, chiều cao này là 25 và chiều cao hơn này là 30 đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cho con này, chúng ta sẽ đổ sắt, đổ mái là một lớp, mái dày từ khoảng 10-11 phân. Nếu sắt một lớp thì chúng ta dùng con này đó, và nếu như mà sắt dày hơn đó, thì chúng ta sẽ dùng con số 8 này. Đấy, nó đổ mái dày hơn thì chúng ta sẽ dùng con T8 hoặc T9 này, ST8 hoặc ST9 như này. Đó là hai con này nó sẽ đi với nhau. Đấy, khi chúng ta đổ mái thì nó sẽ đi với nhau, và sắt thì nó sẽ đi như này. Đây, các bạn quan sát đây. Đó, sắt nó sẽ đi như này. Đó, con này đặt lên chốc, con này nó như này, và sắt lớp thứ hai thì nó sẽ đặt lên như này. Đó, đây. Đấy, hình dung hai lớp nó sẽ như này, các bạn quan sát. Đây, hai lớp sắt nó sẽ đi như này. Đó. Ngoài ra thì bên mình còn các cái dòng sản phẩm như là đây. Con này thì chúng ta sẽ sử dụng cho đổ dầm móng, thì nó có 3 kích cỡ, 35. Đấy, chiều này 35 này. Lật ngược chiều này là thành 40 này. Đó. Lật ngược chiều này 40 này. Chiều này là 45 này. Đấy, chiều này 45 này. Đấy, chiều này 50 này, đây 45 này, đây 50 này. Đó. Thì chúng ta dùng để đổ cột hoặc là làm móng đều được. Đó, đây, một cái con lục giác bốn cạnh này nữa. Nếu như bạn nào cẩn thận có thể dùng cái con buộc này cũng được. Đấy, dùng con buộc này thì chúng ta sẽ sử dụng con này là con ST25. Đấy, chiều cao của nó là cũng là 25 và 30. Đấy, cái bé này là cái cạnh ngắn này là 25 và cạnh cao này là 30. Thì chúng ta sẽ sử dụng để đổ mái cho con này cũng được. Đó, thì nếu như bạn nào cẩn thận mà muốn buộc đàng hoàng cho khỏi xê dịch, khỏi rơi ra, thì chúng ta sử dụng con buộc này cũng rất là thuận tiện luôn. Đó, đây là một trong những dòng sản phẩm cơ bản của bên mình để giới thiệu cho các bạn biết được. Đó, đây. Ví dụ như những con này thì chúng ta có thể dùng sử dụng để kê dầm móng. Đó, các bạn kê dầm móng cũng rất là ok luôn. Đó, kê dầm móng hoặc là sử dụng để kê dầm mái. Đó là cái dòng sản phẩm của bên mình đây. Thì các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ, hoặc nếu cần tư vấn thì các bạn có thể liên hệ. Vâng, các bạn có nhu cầu về những dòng sản phẩm này thì liên hệ với mình là Phạm Huấn, số điện thoại 0936 863 268 để được tư vấn cũng như là biết về các dòng sản phẩm này và sử dụng cho gia đình mình rất là tốt luôn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.